Tuy tập các pháp phần bồ đề khác cũng trụ vào các pháp phần bồ đề khác và cũng tu các pháp phần bồ đề khác nhưng không chứng quả dự lưu cho đến không chứng độc giác bồ đề. Nhờ đó mà đại bồ tát ấy không rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện, ví như tráng sĩ dung mạo đẹp đẽ oai hùng khỏe mạnh, ai thấy cũng hoan hỉ và có đầy đủ quyến thuộc thanh tịnh viên mãn trang nghiêm. Đối với các pháp binh đã học, đạt đến chỗ rốt ráo, cầm khí trượng rất tài giỏi, hiên ngang bất động, có 64 tài năng, 18 môn học sáng suốt, tất cả các kỹ thuật đều tài giỏi, mọi người ai nấy đều khâm phục kính ngưỡng, vì tài giỏi nên bỏ công ít mà được lợi nhiều. Do đây mà mọi người cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen không lúc nào ngớt. Lúc này sự vui mừng của tráng sĩ tăng gấp bội, làm cho quyến thuộc cũng vui mừng lây. Vì có việc cần nên tráng sĩ đưa cha mẹ vợ con quyến thuộc lên đường, đi đến phương khác. Trên đường đi băng qua vùng hoang vu hiểm nạn, trong đó có rất nhiều thú dữ giặc cướp, oán thù mai phục đáng sợ. Quyến thuộc lớn nhỏ đều kinh hãi. Người tráng sĩ ấy nhờ có nhiều kỹ thuật oai hùng, lẫm liệt, nên thân tâm thản nhiên an ủi cha mẹ và quyến thuộc. Đừng có lo lắng sợ hãi, không có chuyện gì đâu. Nhờ khả năng tài giỏi tráng sĩ ấy đưa quyến thuộc đến nơi an ổn, thoát khỏi ách nạn, nên mọi người vui mừng sung sướng. Ở trong vùng hoang vu, tráng sĩ kia không bị thú dữ oán tặc giết hại. Là vì sao vậy? Vì tráng sĩ